Rồi, hello, xin chào anh em. Chúc anh em ngày mới tốt lành ha. Đây, nay em lên cho anh em một con Honda ha anh em. Honda 6.5 HP. Cốp xéo tua chậm, con máy này còn quá đẹp luôn anh em ơi. Anh em coi cái lớp mạ đó nè, rất là đẹp luôn. Cái con này là nó có báo xăng trên thùng xăng luôn ha. Honda báo xăng trên thùng xăng rất là hiếm nha anh em. Máy rất là đẹp. Bình xăng là không chốc, không bể, không dở gì ha anh em, không mớp, không gì ha. Rất là đẹp luôn. Có mấy đốm nhỏ nhỏ chỗ này nè ha. Đấy, đốm nhỏ nhỏ với cái chỗ nắp này. Nhỏ nhỏ chỗ này ha. Đây, thùng xăng. Nắp xăng tuyệt vời ha. Còn 7 màu. Thùng xăng bên trong thì thôi khỏi phải bàn. Cái lượt xăng này lấy ra khó luôn nè. Hai tay lấy dễ, một tay lấy khó. Đây, lượt còn rất là đẹp. Đây, thùng xăng keng sò beng luôn anh em. Báo xăng ha. Keng sò beng luôn. Quá mới. Còn 7 màu anh em. Máy này mở thùng xăng ra mệt chết luôn. Nắp này xài không biết đời nào cho nó hư anh em. Đây cái cần ga còn trắng tinh luôn ha. Honda GX 6.5 HP. Tất cả mọi thứ đều zin 100% ha anh em. Cũng như giật cái cục này cũng còn zin luôn ha. Này để làm gì mình cũng không biết luôn ha. Chắc là chống sóc và chống giật ha. Dây giật rất là bự ha. Đây, cái e này là nó xài e nhựa đen ha anh em, nó có cái lỗ này là đang kéo bằng dây nữa ha. Đấy. Này tay ga đây cực kỳ mướt ha. Đây lốc máy đây, công tắc ha. 6.5 PS, tua 1.800 vòng ha anh em. Đây số máy này GCAE 3736 anh em. NGG. Máy Nhật là nó bốn con chữ số đầu này là bốn chữ cái nha anh em, còn máy Thái là nó năm chữ cái ha. Để cho anh em nhận dạng cho nó dễ ha. Đây. Rồi cho anh em xem cái lốc đít ha. Đây, trong này là nó để Honda GX 200, dung tích là 196 cm khối ha anh em. Đây, con này là cốt xéo tua chậm mà nó xài nhôm cam ha anh em. Nhôm cam chứ không phải là nhôm sên ha. Đấy, nhôm cam là xài cực kỳ ngon ha. Nó không có bị giãn sên, đứt sên gì ha anh em. Này là bao anh em xài thoải mái. Cổ bô inox ha. Cổ bô inox, mấy cái cùi sơn bô còn rất là đẹp ha. Ốc nắp gì lát cũng còn đẹp lắm nha. Đây, mấy cái bát bao gió chắn gió này cũng còn rất là đẹp ha anh em. Đây nắp cò thì lung linh luôn nha. Đây bình xăng con này Kenhin da băng ha anh em. Số sơ ghi đầy đủ nha. Máy còn rất là đẹp, rất là chi tiết luôn. Con máy này anh em xài không biết bao giờ cho nó hư anh em. Rất là bền. Bền vô địch thủ. Những con máy Thái bây giờ là không có cửa cho nó đâu. Đây test nổ cho anh em ha. Nháy bọn anh em. Con máy này nó lên ga rất là hổn anh em. Lên ga là nó giật máy. Lên từ từ anh em. Đâu. Cái ga nó nhảy quá. Cái tay mình nó bự thọc vô bình xăng con không được. Ngon lành cành đào. Nhôm ti thì thôi rồi luôn. Những con Honda này được cái là nhẹ giật anh em ha. Nhẹ giật. Chưa mở tắt. Rất là nhạy nổ. Con máy nó hổn lắm nè. Rất là phê. Chạy nó muốn bóp hơn con mít xuồng 6 mình nè.
Dung tích con này thì được 196 nè, còn Mitsu 6 mình thì 180 ha. Anh em mà có nhu cầu thì alo cho em ha. Máy chạy quá đỉnh anh em. Quá ngon. Con máy này mà anh em mua máy mới làm gì trời. Máy mới chạy sao bằng con máy này anh em. Con mắt có xăng nó còn trong veo luôn. Ghi chữ gì đây? Chữ này là chữ đầy nè, chữ này là chữ thiếu nè. Nó ghi vậy đó. Mình dịch vậy đó, con nó ghi sao thì em không biết nè. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu thì alo cho mình ha. Rồi xin chào anh em.